Cách đây vài tháng, Tết ở làng địa ngục đã khiến cho các mọt phim trên cả nước phải chú ý và bàn tán sôi nổi. Bởi đây dù là một bộ phim truyền hình nhưng lại sở hữu cho mình chất lượng vô cùng chỉn chu và được đầu tư rất nghiêm túc bởi K+. Chưa để sức nóng của Tết ở làng địa ngục nguội lại một chút, K+ lại tiếp tục thừa thắng xông lên để hâm nóng bầu không khí của thị trường phim truyền hình Việt Nam theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với tác phẩm original mới nhất của mình mang tên Đi Về Phía Lửa. Vậy để cùng tìm hiểu xem loạt phim mới nhất được K+ đầu tư và sản xuất này có gì hay và hấp dẫn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Ngay bây giờ sẽ là bài review của chúng mình dành cho bộ phim Đi Về Phía Lửa. Let's go! Lấy tiền đề và câu chuyện về những người lính cứu hỏa, cứu hộ và cứu nạn vô cùng quả cảm ở nước ta, Đi Về Phía Lửa sẽ là câu chuyện về những người lính trẻ, với những suy tư, góc khuất và câu chuyện riêng. Đầu tiên là Đức Anh, một người đáng lý đã có thể lựa chọn một cuộc sống sung túc khi sống từ nhỏ trong một gia đình khá giả và theo nghệ thuật. Tuy nhiên, vì một số biến cố, Đức Anh đã có cho mình một nỗi ám ảnh nhất định với tiếng đàn piano. Đồng thời, vì niềm yêu nghề lính cứu hỏa, Đức Anh cũng dần xa cách với gia đình của mình để tiến về phía ngọn lửa đam mê với nghề. Kế đến là Minh Long, người em út của nhóm và cũng là người nhiệt tình nhất với công việc ở thời điểm hiện tại do mới được ra thực chiến. Và dần dần qua thời gian, Minh Long từ một con người hoạt bát, vô tư và vô lo sẽ bắt đầu cảm nhận được những góc khuất, những hiểm nguy của chính cái nghề mà bản thân đang theo đuổi. Bóng hồng duy nhất của nhóm là Thanh Hà, con một trong nhà, nhưng Thanh Hà lại là một người có cá tính mạnh mẽ và quyết tâm theo đuổi nghiệp cứu hỏa và cứu hộ như người bố quá cố của mình. Và cuối cùng là người anh lớn nhất của nhóm, Toàn Thắng, một người đã lập gia đình và có một đứa con, đồng thời thì vợ của anh cũng đang mang thai. Để rồi xuyên suốt thời lượng của phim, người đội trưởng Toàn Thắng đáng kính sẽ luôn phải đứng trước hàng loạt những sự lựa chọn khó khăn, đó là phải hoàn thành nhiệm vụ hoặc là hoàn thành nghĩa vụ làm cha, làm chồng của mình. Vậy cái kết của cuộc hành trình từ 4 người lính cứu hỏa, cứu hộ và cứu nạn trẻ này là gì? Các bạn hãy xem phim trên K+ để biết rõ hơn nhé, vì đây là bài review chứ không phải tóm tắt phim. Nếu như các bạn thấy tiền đề cùng bối cảnh của bộ phim lần này có hơi quen thì rất có thể các bạn đã từng xem qua bộ phim gốc đã được ekip làm phim của Đi Về Phía Lửa lấy cảm hứng và khai thác. Đó là tác phẩm mang tên Tears on Fire hay Nước Mắt của Hỏa Thần, một loạt phim truyền hình từng rất đình đám của Đài Loan được ra mắt hồi năm 2021. Nhưng với tính chất là câu chuyện xoay quanh những người lính cứu hỏa, mỗi quốc gia sẽ có mỗi quy định và những nét đặc trưng khác nhau. Vậy nên Đi Về Phía Lửa cũng sở hữu cho mình một màu sắc cùng lối khai thác tương đối độc lập và không mấy sát với phiên bản gốc Tears on Fire. Đó cũng chính là lý do vì sao mà các nhà làm phim của K+ lựa chọn đạo diễn Trần Thanh Huy ngồi vào ghế đạo diễn cho dự án giải hơi lần này của mình. Với kinh nghiệm từng đưa lên màn bạc một bộ phim rất đời và rất Việt Nam là Dòm, một bộ phim rất xuất sắc khi đã gặt hái được vô số những giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, cũng như thành công tại phòng vé nước nhà. Chính vì thế mà khi xem Đi Về Phía Lửa, các bạn cũng sẽ cảm nhận thấy được độ chân thực và khắc nghiệt của cái nghề lính cứu hỏa, dù các diễn biến chỉ được xem thông qua màn ảnh nhỏ. Với tiền đề được dựa trên một trong những cái nghề thuộc top nguy hiểm bậc nhất thế giới là nghề lính cứu hỏa, cứu hộ và cứu nạn, đạo diễn Trần Thanh Huy cùng ekip làm phim đã làm hết sức có thể để tái hiện lại những tình huống nguy cấp và nguy hiểm mà những người lính thường phải đương đầu ngoài đời thực một cách thực tế nhất. Và thật may cho các nhà làm phim của Đi Về Phía Lửa khi họ đã tuyển chọn ra được dàn diễn viên cực kỳ thực lực và rất chịu lăn xả như Lãnh Thanh trong vai Đức Anh, Xuân Phúc trong vai đội trưởng Toàn Thắng, Trần Ngọc Vàng trong vai cậu út Minh Long và Hồ Thu Anh trong vai bóng hồng duy nhất của đội là Thanh Hà. Tất cả các diễn viên của phim đều phải trải qua một màn tập huấn và lăn xả thực tế ngoài đời để đem lên được màn ảnh những thước phim chân thật nhất, hòng lột tả mọi khía cạnh của nghề lính cứu hỏa, cứu hộ và cứu nạn. Nếu buộc phải chọn ra một cái tên xuất sắc và nổi bật nhất của dàn cast thì có lẽ đó sẽ là nhân vật Đức Anh do Lãnh Thanh thủ vai. Nhân vật này vừa có chiều sâu về mặt nội tâm, vừa có cá tính để dẫn dắt được cả nhóm. Ngoài ra, tuyến truyện tình cảm của anh cũng tạo thêm được nhiều màu sắc cho bộ phim. Hay có thể nói rằng nếu như những tình tiết xoay quanh việc cứu hộ của cả đội quá căng thẳng và nghẹt thở, thì câu chuyện bên lề xoay quanh nhân vật của Đức Anh chính là điểm sáng để giúp bầu không khí của phim lắng đọng lại. Chưa kể đến Lãnh Thanh, một cái tên đã quá đỗi quen mặt với khán giả trên màn ảnh rộng, thì nay khi lấn sân sang mảng phim truyền hình, nam diễn viên cũng không cho thấy bản thân không hợp, mà thay vào đó thì Lãnh Thanh vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong phim. Và nếu như Lãnh Thanh với vai Đức Anh là cái tên có nhiều màu sắc nhất trong phim, thì ba nhân vật còn lại do Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng và Hồ Thu Anh thủ vai lại là những cái tên sẽ khiến cho những đối tượng khán giả có cùng hoàn cảnh bị thu hút. Ví dụ như những bạn trẻ có nhiều ước mơ và hoài bão, những người con gái phải làm một việc gì đó mà xã hội luôn quy định là dành cho phái mạnh, hay những người đàn ông trung niên làm trụ cột của gia đình. Nói chung, dù không phủ sóng mạnh mẽ bằng Lãnh Thanh, nhưng những tệp khán giả cụ thể mà bộ ba này nhắm vào sẽ thực sự tạo được hiệu ứng mạnh mẽ và dễ khiến cho người xem đồng cảm hơn nếu có được điểm chung và sự kết nối với các nhân vật này. Trở lại với những yếu tố cốt lõi đã khiến cho Đi Về Phía Lửa trở nên đặc sắc, đó chính là những tình huống nguy cấp mà một lính cứu hỏa thường xuyên phải đối mặt. Ngay từ những giây phút đầu tiên của tập 1, chúng ta đã ngay lập tức bị cuốn vào trong một trận hỏa hoạn rất ác liệt, được diễn ra ngay bên trong căn hẻm chật hẹp. Dù chưa nắm được ai với ai, chưa kịp nhìn rõ diễn viên trước mặt mình đang thủ vai gì, song những tình huống nguy hiểm trong phân đoạn này đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của người xem và dễ dàng khiến ta để tâm đến tính mạng của các nhân vật, dù trước đó ta chưa hề được giới thiệu qua về họ. Cũng như với tính chất ngay đầu tập 1, dù ta biết rõ là chả có ai thiệt mạng được đâu, nhưng các nhà làm phim cũng rất biết cách để nắm thóp người xem của mình. Chưa kể đến là một số tình huống trong tập 1 cũng trực tiếp ảnh hưởng đến các tập phim sau mà chúng ta chẳng thể lường trước được. Chúng mình sẽ không tiện tiết lộ những tình tiết đó là gì trong video này. Tuy nhiên, đó đều là những tình huống dù rất nhỏ nhưng đã được set up tinh tế để tạo tiền đề cho nửa sau của loạt phim. Bên cạnh cứu hỏa thì đây còn là nghề cứu hộ và cứu nạn nữa. Vậy nên bên cạnh các trận hỏa hoạn đã phần nào đó được đội hậu kỳ gánh vác, các tình huống nguy cấp khác ngoài thực tế cũng được làm khá chỉn chu để đem đến cho người xem cái nhìn thực sự tổng quát nhất về cái nghề đầy nguy hiểm này. Từ việc băng qua suối cho đến các tình huống ngàn cân treo sợi tóc như là chiếc xe bị rơi xuống sông, các nhà làm phim đã thực sự tái hiện lại phân cảnh trên ngoài đời và buộc các diễn viên phải lăn xả thực hiện. Chưa bàn đến khi lên phim, xem qua các cảnh hậu trường thôi thì mọi người cũng sẽ chứng kiến được sự đầu tư cũng như là sự nguy hiểm của các tình huống này. Ấy vậy mà các diễn viên cùng ekip làm phim cũng đã thực hiện chót lọt mà không gặp vấn đề gì. Điểm trừ của các phân đoạn này cũng là những hạn chế vặt vãnh mà ta hoàn toàn có thể châm chước được. Khác với ngọn lửa, khi kỹ xảo hình ảnh có thể can thiệp và khắc phục lại những lỗi bị phô và không thực, thì các tình huống được làm ngoài thực tế lại hơi khó để đội hậu kỳ can thiệp. Vậy nên, có thể nói rằng góc quay và phương pháp dựng phim chính là những điều mấu chốt để khắc họa lên được toàn cảnh của các tình huống này. Và dù đã rất cố gắng, nhưng các nhà làm phim cũng không thể tránh khỏi việc ở một số cảnh nhất định, những điều hạn chế ở mặt hậu cảnh đã không được che và không được biên tập sát sao, dẫn đến việc là tình huống đó trở nên hơi vô lý và không tạo ra được bầu không khí căng thẳng. Nhưng như đã nói, đây chỉ là một số lỗi nhỏ và ta hoàn toàn có thể bỏ qua được, vì diễn xuất nhập tâm của các diễn viên khi lâm trận cũng là yếu tố khắc phục được phần nào các mặt hạn chế này. Song, vẫn còn tồn đọng đâu đó ở trong phim những sự sơ sài và hời hợt trong việc giải quyết vấn đề mà khả năng của các diễn viên không thể quán xuyến được. Một số tình huống trong phim được đặt ra rất hay và hợp lý, nhưng để rồi sau đó, các nhà làm phim lại có cách tháo gỡ nút thắt không được thuyết phục và có phần hơi vội vã. Cũng là do phim tập trung vào các cảnh giải cứu hơi nhiều nên các phân đoạn đối thoại và tương tác giữa đội lính cứu hỏa và nạn nhân không được trao nhiều thời lượng, đồng thời là không được trau chuốt tỉ mỉ, dẫn đến một số lỗ hổng về mặt tính cách và logic của các tình huống đó. Tóm lại, với tính chất bị gói gọn trong một loạt phim truyền hình dài tập, nhưng Đi Về Phía Lửa đã cho thấy được sự đầu tư và chỉn chu của mình trong từng phân đoạn. Nếu không phải xem trên K+ mà được chiếu rộng rãi ngoài rạp, đương nhiên mặt hình ảnh và âm thanh của Đi Về Phía Lửa vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là tình tiết cùng câu chuyện của phim do được biên soạn để làm ra thành một loạt phim dài tập. Vậy nên, các tình huống căng thẳng và kịch tính của phim sẽ không được diễn ra quá dồn dập và liên tiếp. Mỗi tập phim của Đi Về Phía Lửa chỉ có đâu đó từ 1 đến 2 tình huống thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Tuy nhiên, cũng nhờ những cảnh phim đời sống bình thường được chen vào giữa, ta cũng sẽ được hiểu rõ hơn về từng nhân vật và từng nỗi niềm mà họ phải trải qua. Những vấn đề quen thuộc như tình cảm trai gái, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, hay mới lạ hơn với người xem như là suy nghĩ về khái niệm sinh tử cùng niềm yêu thích đặc biệt với nghề lính cứu hỏa, cứu hộ và cứu nạn. Tất cả những vấn đề về tính cách hay tâm tư tình cảm của các nhân vật đều được khai thác rất đủ đầy và tạo dựng được sự kết nối tốt với khán giả thông qua từng tập phim. Vậy nên, với tất cả những trải nghiệm khá ổn áp trên, 7 trên 10 sẽ là số điểm mà Way to Weird Movie chúng mình dành cho Đi Về Phía Lửa. Còn các bạn thì sao? Mọi người đã có dịp xem qua Đi Về Phía Lửa, bộ phim mới nhất của đạo diễn Trần Thanh Huy trên K+ hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird, out!